Và chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn xem một số cái mẫu mà thuộc về cái lồng đèn Trung Thu Việt Nam. Đây là sản phẩm banh đèn sao anh chị và các bạn ha. Thì anh chị và các bạn xem chi tiết đi, rồi khúc sau video em sẽ bật nhạc cho anh chị và các bạn xem chi tiết hơn ha. Thì sản phẩm này nó bằng mũ dẻo anh chị và các bạn. Con em chúng ta chơi mà có đập thì cũng không sao ha. Đập nó giống trái banh mình, trái banh mũ anh chị và các bạn. Ở bên trong thì nó có đèn ha. Ở trên tay cán thì mình bật công tắc lên thì có nhạc. Cái sản phẩm tiếp theo đó là cái đình hai máy lớn. Thì đình hai máy nó có loại lớn và loại nhỏ nha anh chị và các bạn. Đây là loại lớn. Những sản phẩm này nó đều dùng pin hết anh chị và các bạn. Nó dùng hai viên pin con ó ha, ó đỏ hoặc con ó vàng á. Anh chị và các bạn có thể ghé tạp hóa mua cũng có. Đây hồi nãy là đình hai máy lớn ha, còn cái này là đình hai máy nhỏ nè. Những sản phẩm nào nó cũng dùng pin cả anh chị và các bạn. Khi anh chị và các bạn lắp pin vào, bật tắt lên thì sản phẩm nó sẽ có nhạc ha, đèn. Chơi ban đêm rất là phù hợp. Đây là cái banh đèn dài. Ở trên cái banh đèn dài này nó có in cái hình con Kitty anh chị và các bạn ha. Đây là cái banh đèn, cũng banh đèn dài luôn, nhưng mà in cái hình con siêu nhân anh chị và các bạn. Nói chung là nó thuộc về banh đèn dài, nhưng mà cái hình nó trên in, nó trên cái màu thì nó sẽ thay đổi ha. Còn đây là con lồng đèn Pikachu. Mẫu mã cũng nhìn cũng dễ thương anh chị và các bạn. Nó bằng mũ dẻo mà. Thì mình lắp pin vào thì cho con em chúng ta cầm đi chợ đi chơi thì rất là đẹp. Đây là cái đình một máy lớn ha. Đình một máy thì nó cũng có loại lớn và loại nhỏ. Đây là em đang nói loại lớn ha. Còn đây là loại nhỏ. Thì những kích thước của cái lồng đèn này anh chị và các bạn cập nhật vào website của em ha. Em có để website dưới đường link mô tả. Ở đây em nó lưu ý nè. Đình thì nó có hai loại, hai máy lớn và hai máy nhỏ. Anh chị và các bạn chú ý xem ha. Đây là hai máy nhỏ và một máy nhỏ, tức là đình nó có hai loại, một loại máy lớn và một loại nhỏ nha anh chị và các bạn. Thì tiếp theo đó là cái sản phẩm là banh đèn nhỏ. Banh đèn nhỏ này nó cũng có hai loại, một loại lớn và loại nhỏ luôn anh chị và các bạn. Đây là loại nhỏ ha. Thì cái cán tay cầm anh chị và các bạn, lưu ý ha. Thì cái sản phẩm này mình lắp pin vào thì nó sẽ có nhạc và đèn. Em sẽ bật nhạc cho anh chị nghe nha. Đó thì nhạc có bao nhiêu đó anh chị và các bạn. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều ha.